Xin chào mọi người. Và mình cũng xin phép đầu live được giới thiệu cho mọi người, đó là kỳ thi thử GLBT online hoàn toàn miễn phí trên app hoặc là trên web của Dũng Mori. Hay, tuần vừa rồi là đã diễn ra đợt thi đầu tiên rồi. Đây, thứ 6 đến ngày chủ nhật của ngày 3 tháng 11 ấy. Hay, kỳ thi thử của chúng ta thì sẽ được chia ra làm 5 đợt vào 5 cuối tuần trong tháng 11 này, gọi là tháng nước rút đúng không? Tháng đỉnh điểm chuẩn bị cho kỳ thi ngày 1 tháng 12 sắp tới. Thì cuối tuần này là từ thứ 6 ngày 8 tháng 11 là chúng ta sẽ diễn ra đợt 2 của kỳ thi thử này. Và các bạn nhớ là mình lốt lịch lại nhá. Cứ tối thứ 6 19 giờ cho đến 23 giờ 59 phút của chủ nhật hàng tuần trong tháng 11 này thì sẽ đều có các kỳ thi thử và đầy đủ các cấp độ từ N5 cho tới N1 luôn. Nên tất cả các bạn dù đang học ở trình độ nào thì đều có thể là thử sức đúng không? Để chúng ta làm cái thi thử nha. Hay, ok. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với mình, hay, chúng ta sẽ giải quyết bài tập điền từ vào chỗ trống. Đây là một dạng môn đai, nếu mà xét thứ tự trong đề thi thật thì nó sẽ nằm ở môn đai số 3 của tất cả các cấp độ từ N5 cho tới N1 luôn đúng không ạ? Và mình muốn đi sâu vào kỹ năng này cho chúng ta là bởi vì trong tháng 11 này thì Dũng Modi sẽ triển khai là đi theo từng dạng môn đai mọi người nhé. Các bạn có theo dõi hai buổi live gần nhất không ạ? Có thầy Nghĩa đúng không? Là bài tập chữ Hán này, và tối ngày hôm qua là cô Thanh về tiền tố hậu tố. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi giải quyết về dạng bài tập là điền từ vào chỗ trống đúng không nào cả nhà? Vậy đầu tiên chúng ta sẽ nói qua một chút xíu về phần lý thuyết cũng như là các phương pháp, các dạng câu hỏi để xử lý tốt dạng bài này mọi người nhé. Đầu tiên đó là các dạng câu hỏi thường gặp nhất, đó chính là người ta sẽ hỏi mình về động từ, danh từ, tính từ. Đây có thể nói là ba từ loại phổ biến nhất rồi đúng không ạ? Ngoài ra người ta cũng có thể hỏi mình về tiền tố, hậu tố, thì cái này ngay tối ngày hôm qua luôn đúng không? Thì các bạn nào mà xem livestream của cô Thanh là mọi người cũng biết rồi đấy ạ. Được chưa nào? Hay. Là đề thứ hai đúng không, sẽ có rất là nhiều, thì các bạn có thể phân tích qua nghĩa gốc hoặc là qua âm Hán Việt của nó, thì mọi người nhớ xem lại buổi live hôm qua để hiểu rõ hơn nhé. Tiếp theo là về katakana, bạn nào mà có lợi thế về tiếng Anh một chút đúng không, hoặc là mọi người chắc gốc tiếng Anh ngày xưa mình đi học ấy, thì dạng bài này mọi người cũng sẽ ăn điểm được rất là tốt, là bởi vì là thông qua cái katakana đấy đúng không, mình vừa đọc xong mình vừa suy nghĩ, mình vừa liên tưởng xem là có cái chữ tiếng Anh nào mà nó tương tự đúng không, nó na ná giống như thế không, thì các bạn cũng có thể là đoán được ý nghĩa của nó, phải không nhỉ? Hay, thứ tư đó là về phó từ, liên từ. Cái này thì từ N3 trở lên mọi người sẽ gặp nhiều đấy ạ. Thì các bạn nhớ liên kết giữa hai vế hoặc hai câu là liên kết thuận, liên kết nghịch, liên kết về nguyên nhân hay là kết quả, thì mọi người cũng có thể dễ dàng đoán ra được cái mối liên kết và các cái phó từ hoặc là liên từ cần sử dụng cho câu hỏi đó. Hay, thứ tư đó là về từ lái. Các bạn nào sợ từ lái không ạ? Trong tháng 10 thì chúng ta vừa giải quyết xong cấp 100 ấy mọi người, thì hầu như là N nào hoặc là hôm nào nó cũng sẽ có ít nhiều từ lái, và các bạn hầu hết á, mình nhận thấy là mọi người rất là sợ và mọi người làm sai cũng khá là nhiều. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó được đánh giá là một cái phần khó nhớ nhất đúng không ạ? Bởi vì là nó cứ na ná giống nhau, mặc dù khi mà các bạn học một cái từ đơn thôi nhá thì các bạn sẽ thấy rất là dễ, nhưng bốn đáp án mà sẽ là bốn từ lái và các bạn đọc cái câu nào nó cũng thấy giống nhau ấy, thế cho nên là nó được đánh giá là phần khó. Vì vậy là trong quá trình học thì các bạn có thể học theo âm thanh nếu nó là từ lái tượng thanh, còn học theo hình ảnh nếu nó là từ lái tượng hình đúng không, để cho mình dễ dàng ghi nhớ hơn. Và cuối cùng đó là động từ ghép, cái này từ N3 trở lên thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều, đó là nó sẽ lấy hai động từ đơn đúng không, ghép lại thành một động từ phức ấy mọi người. Đó, thì nó sẽ mang một nét nghĩa mới, nhưng mà nếu mà các bạn hiểu được hai cái nghĩa đơn đấy rồi thì mọi người cũng có thể là suy luận ra cái nghĩa gì nhỉ, nghĩa ghép của nó đúng không nào? Ok chưa? Rồi. Đấy, tiếp theo là bài học rút ra, thì đây là một số lời khuyên mà mình muốn gửi tới các bạn. Hay, đầu tiên đó là các bạn không nên học từ vựng đơn lẻ. Thật ra là trong bất cứ buổi live lần nào thì mình cũng có nhắc về vấn đề này rồi đúng không? Có thể là học từ đơn ấy, các bạn học watashi hai chấm tôi thì rất là dễ đúng không? Dễ nhớ, dễ thuộc, nhưng làm sao nhỉ? Nhưng các bạn khi mà đi thi ấy, hoặc là khi các bạn nói thì nó vẫn chưa đủ đúng không? Thay vào đó là các bạn hãy cố gắng học theo cụm cố định, tức là nó đi với trợ từ, liên từ, tính từ hay là những cái từ loại nào khác hay đi kèm. Thì thứ nhất đó là làm bài thi đúng không? Mình sẽ chắc chắn cái khả năng chính xác hơn, và đặc biệt hơn đó là trong kaiwa, trong phản xạ, hội thoại của mình cũng sẽ nhanh hơn và nói năng nó được tự nhiên hơn đúng không? Đấy, tiếp theo là trong quá trình học thì các bạn tích cực đặt câu ví dụ để mình ghi nhớ tốt hơn. Hay, bạn nào mà hay xem live của mình thì cũng vậy đúng không? Không chỉ là mình dừng lại ở việc chữa đáp án, mình chữa cho các bạn câu này, đáp án 4 đúng này, nó có nghĩa là như thế này đúng không? Mà mình luôn khuyến khích các bạn là hãy đặt thật là nhiều ví dụ, có thể là ngắn gọn thôi, sử dụng tất cả những kiến thức mà các bạn có được từ trước đến giờ đúng không? Để thành lập nên một câu ví dụ hoàn chỉnh, đầy đủ ý nghĩa, để cho chúng ta vận dụng cũng như là mình nhớ tất cả những cái kiến thức đấy luôn đúng không? Thì mỗi lần mà các bạn viết ra câu ví dụ như thế thì chúng ta cũng có thể là trao đổi và chữa và check cho nhau xem cái cách nói nào nó tự nhiên hơn đúng không? Nó đúng hơn được chưa nào? Hãy tiếp tục đó là học thông qua hình ảnh hoặc câu chuyện liên tưởng. Bạn nào mà đang học Dũng Modi, đặc biệt là học về chữ Hán đúng không mọi người, thì chúng ta học một nhớ ba là mỗi một chữ Hán sẽ có một câu chuyện riêng dành cho nó. Thì khi mà học theo câu chuyện như vậy ấy, thì các bạn có thấy là cái bài giảng này rồi cái việc học của mình cũng trở nên vui vẻ, trở nên thú vị hơn đúng không? Mình không bị quá là stress về cái mặt sách vở lý thuyết nhiều, mà mình sẽ vừa học mà vừa có thể là vận dụng đầu óc, gọi là sử dụng hết năng suất của cả bán cầu não trái và phải mọi người đúng không?
Hay. Tiếp theo đó là học kết hợp với nghe phát âm chuẩn của người bạn ngữ. Thì không chỉ là khi mà các bạn nghe đâu nhé, mà ngay cả trong giai đoạn đầu mà các bạn học từ vựng chữ Hán hay ngữ pháp cũng vậy ạ. Thì các bạn hãy cố gắng là mình nghe xem phát âm của người bản xứ, người ta đọc cái từ vựng này như thế nào đúng không? Người ta đọc cái câu ví dụ ngữ pháp này ra sao, thì mình cũng sẽ có lợi rất là nhiều trong Kai Wa và đặc biệt là trong Chô Kai, trong phần nghe hiểu của các bạn. Bởi vì có thể là mọi người biết cái từ đấy thật đấy, thế nhưng mà vì phát âm của mình bị sai, thế cho nên dù khi đi thi nghe mình nghe được cái từ đấy ấy, thế nhưng mà người ta lại phát âm khác với mình và mình bắt đầu nảy sinh nghi ngờ đúng không? Mình tưởng là một cái từ vựng hoàn toàn khác mà mình không biết ấy, đúng không mọi người? Còn cuối cùng là chúng ta khi làm bài thì các bạn tập trung vào thành phần đứng ngay phía trước hoặc là ngay phía sau của chỗ trống để giúp chúng ta gói gọn phạm vi, phân tích và loại trừ đáp án, giúp các bạn tiết kiệm thời gian hơn. Ok chưa nhỉ? Rồi, sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bước sang phần quan trọng nhất của bài ngày hôm nay, đó là phần Renshu. Và các câu hỏi của ngày hôm nay thì mình sẽ chắt lọc ở tất cả cấp độ từ N5 cho tới N1 luôn mọi người nhé. Hãy từ N5 cho tới N1 luôn. Vì vậy là các bạn đang học ở trình độ nào thì đều có thể theo dõi live và chúng ta sẽ đi từ dễ tới khó nhé. Đầu tiên là câu hỏi của N5 trước. Và câu hỏi này thì mình lấy trong cuốn tổng ôn N5 của Dũng Modi, thứ tự là câu số 6, trang 138. Bạn nào mà đang sở hữu sách hoặc đang luyện đề theo giáo trình này rồi thì các bạn cũng có thể là vừa mở sách ra đúng không? Mình vừa luyện và vừa trao đổi đối chiếu đáp án luôn. Còn các bạn nào mà không có sách hoặc các bạn đang phân vân đúng không? Không biết có nên mua hay không thì đây cũng là một cái dịp để giúp các bạn có thể tham khảo đúng không? Để xem là các dạng bài trong cuốn sách như thế nào để mọi người có thể là quyết định mình có học hoặc là mình có sử dụng giáo trình này trong giai đoạn luyện đề này của mình hay không nhá. Đấy, ok. Văn Liên 3, Bảo Long 3, nổi tiếng. Ok, chúng ta thử nghe phương án dịch của bạn Bảo Long nhé. Cái nhà hàng này vì nổi tiếng nên lúc nào cũng náo nhiệt. Ok, bạn Hỷ chọn 3, Mỹ chọn 3. Hãy. Rồi, và đáp án của chúng ta chính là 3. Hãy sang bằng Disney. Mình có tính từ yume, nghĩa là gì lớp mình nhỉ? Nổi tiếng, đúng không? Muốn xem nó có đúng hay không thì chúng ta sẽ ghép lên trên câu xem nó có hợp, đúng không? Giữa hai vế câu hay không nhé. Kono restoran wa yume desu kara. Itsumo nigiyaka desu, đúng không nào? Nhà hàng này vì, đúng không? Đây là ngữ pháp rất là quen thuộc cơ bản của N5. Vì nổi tiếng cho nên lúc nào cũng náo nhiệt, tấp nập rồi là đông đúc, đúng không? Là ý nghĩa của tính từ nigiyaka. Được chưa mọi người? Còn đáp án số 1, chúng ta có từ futoi là béo, phải không ạ? Béo này. Tiếp theo, semai là hẹp, đúng không? Hẹp chật nói về diện tích ấy mọi người. Còn số 4, kitanai là bẩn. Hay. Rồi, mọi người có nắm được hết 4 ý nghĩa của 4 đáp án có ở đây không ạ? Rồi, xin mời cả lớp mình chuyển sang câu số 2. Hãy nghi bằng. Kino gakko de 3000 nani nani hashirimashita. 1 gram, 2 bang, 3 meter, 4 độ. Hãy. Đây là 4 từ, đúng không? Gọi là số đếm ấy đúng không mọi người? Có 3000, theo các bạn 3000 gì sẽ phù hợp với động từ hashirimashita ở phía sau nhỉ? Đấy, sang sàng chọn 3 nghĩa là mét này, Mạn Yêu chọn 3, Bảo Long chọn 3, Song Hỷ 3, Kaka Linh chọn 3, chính xác rồi nhá. Đấy, đáp án đúng của câu này là 3, sang bằng Disney. Mê tô đự là lấy của từ mét, đúng không? Tại sao lại chọn cái này? Bởi vì động từ trong câu chính là động từ chạy. Chạy thì sẽ tính đơn vị bằng mét, bằng km, đúng không? Thì trong câu này là gì nhỉ? Hôm qua này, thì tôi đã chạy 3.000 mét. Ở đâu đây mọi người? Gakko de, đúng không nào? Ở trường học. Ok chưa? Còn số 1, các bạn lần lượt comment 4 ba cái còn lại nhá. Gram là gam đúng không? Về khối lượng, về trọng tịnh này. Còn số 2, từ bang là số trong số thứ tự ấy mọi người. Ví dụ như là ichibang, nibang, mọi người đều biết rồi đúng không? Còn cuối cùng là độ thì ý nghĩa của nó là độ luôn. Hay. Ví dụ như là nói về nhiệt độ thì mình xem bây giờ đang là bao nhiêu độ nhá. Ima wa hai 20 do desu ne. Hai, watashi no tokoro ni wa ima 20 do desu. Minasan no tokoro wa ima nan do gurai desu ka? Hai, rồi. Tiếp tục câu số 3 là đoạn hội thoại giữa anh Sato và anh Tanaka. Hãy mời mọi người nhìn câu số 3. Rồi mình sẽ đọc thử này. Saikin mainichi nani nani imasu ne? Tanaka. Hai, tenki ga ii kara kimochi ga ii desu ne? Nghe cái cụm từ tenki ga ii kara thấy nhột nhột đúng không? Câu này mọi người sẽ được nghe rất nhiều vào ngày 1 tháng 12 tháng sau nha. Hãy, Mạng Yêu chọn 1, Lê Minh Anh chọn 1. Ok. Đáp án 1 là HDT, rồi bạn Lịch Nguyễn cũng chọn 1, 2, bạn Sang chọn 1 là nắng, 2 là phút tê, 3 là cư mốt tê, 4 là gian đệ. Ok, chốt hạ đáp án là 1, nghe có vẻ dễ quá đúng không? Đây là đề N5 mọi người nhá. 1, HDT là nắng, đúng không nào? Đấy. Rồi, mình sẽ thử dịch trước nha. Dạo gần đây đúng không? Mainichi HDT imasu ne? Trời nắng nhỉ đúng không? Mỗi ngày đều trời đều nắng nhỉ, hoặc là hàng ngày trời đều nắng nhỉ đúng không? Anh Tanaka cũng đồng tình. Ừ. Tenki ga ii kara, vì thời tiết tốt, thời tiết đẹp, thế cho nên tôi cũng cảm thấy kimochi ga ii desu ne, rất là dễ chịu, thoải mái đúng không nào? Hay. Và số 2, từ futte là rơi.
Rơi đây không phải là rơi ví, rơi tiền đâu mọi người nhá, mà nó sẽ đi với từ mưa này, đúng không? Hoặc là tuyết ý. Mưa rơi, tuyết rơi. Được chưa nào cả nhà? Còn số 3, kumotte là kumori, kumoru đúng không? Có nha. Có mây. Hay, kiểu âm u ấy, đúng không nào? Còn số 4, từ yande là tạnh, tạnh mưa ấy mọi người, tạnh mưa nha. いいですか? メモしてくださいね。行きましょう。Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang đề N4 nha. Đề N4. Hay. Rồi, mời các bạn thử sức với câu số 4, đề N4. Atarashi chấm chấm ga ichimai yabut a yaburete shimaimashita. Hay, câu hỏi về katakana nào. Katakana. Hay, 1 番 soft, 2 taol, 3 cup, 4 pasokon. Hay, どれですか? Hương Hoàng chọn 1, Bùi Bạch Dương chọn 2, Bảo Long chọn 1. Hay, 1 hay là 2 đây? Diệu Nhân chọn 1, Hisashiburi. Hay, Song Hỷ chọn 2. Mới câu số 4 mà nhiều bạn đáp án phân vân thế nhở? Câu hỏi này là câu N4 thôi nha. Hoa Lư Nguyễn chọn 2, Văn Sang chọn 2. Rồi, mời cả lớp, đáp án chính là 2. Được chưa nào? Mọi người nhìn kỹ nhá. Tao được, chính là cái khăn đúng không? Khăn thì nó mới rách được chứ, đúng không? Đây chính là gợi ý trong câu này luôn đấy mọi người. Yaburete imasu, đúng không ạ? Vậy là cái khăn mới, và cái khăn này có mấy chiếc mọi người nhỉ? Ichimai, một chiếc, đúng không? Một chiếc khăn mới thì đã bị rách mất rồi. Ví dụ các bạn mua cả lô về, đúng không? Mọi người mua theo set đi. Thế nhưng mà trong đấy có một chiếc khăn đã bị rách. Mọi người hiểu ngữ cảnh hơn chưa? Đấy, rách thì sẽ đi với khăn nhá. Còn lại tại sao 1, 3, 4 bị sai? Cup vựa là cái cốc nha, cái cốc. Còn số 4, basket là cái máy tính cá nhân rồi đúng không? Thì không thể nào mà rách được. Còn cái số 1 nhiều bạn nhầm đấy này. Thế cái số 1 nó có nghĩa là gì? Sofuto. Sofuto nào cả nhà? Rồi, anh Nam sàng chính xác. Bạn nào mà biết tiếng Anh thì có thể tham khảo nha. Cái từ S. S này, O, F, T đúng không? Sofuto ở đây có nghĩa là mềm đúng không nào mọi người? Đấy, chuyển tiếp câu số 5. Đấy, tiếp tục là tổng ôn N4, câu 7 trang 135 nha. この機械の使い方がよくわからないので何々してください。1、賛成。2、返事。3、用意。4、説明。はい。Rồi, mọi người tìm động từ. Động từ gì đi với してください trong câu này nhỉ? はい。Em bị nhầm mạ CNC đúng không? Nhìn kỹ một chút nhé, tránh trong trường hợp mọi người bị nhầm chữ cái ấy. Hay là đọc nhầm chữ si, chữ so chẳng hạn đấy đúng không? Rồi, bạn Minh Anh chọn 4. Đấy, Kaka Linh chọn 4, Mỹ 4, Hương Hoàng 4, Lịch Nguyễn 4, Bảo Long 4 là giải thích. Có bạn Minh Anh đã dịch này, chúng ta thử nghe phương án của bạn Anh nhé. Vì tôi không hiểu rõ cách sử dụng của cái máy này, nên hãy giải thích cho tôi. Ok, đấy, bạn mà dịch ra được như thế rồi, chứng tỏ là bạn rất hiểu đúng không? Và bạn biết được các ý nghĩa của các từ vựng trong câu rồi. Hãy đáp án là 4, Setsume là giải thích. Và mọi người có nghe rõ phương án dịch của bạn Minh Anh vừa rồi đúng không? Bạn dịch rất là tốt rồi ạ. Đó là vì tôi không hiểu rõ đúng không? Nhô cử ấy mọi người. Đấy, tôi không hiểu rõ cách sử dụng của cái máy này, cho nên hãy giải thích giúp tôi đúng không ạ? Setsume shite kudasai. Sanse là tán thành, đồng ý đúng không? Tán thành, đồng ý. Rồi, viết tượng trưng một nghĩa nhá. Số 2, từ henji là phản hồi, trả lời đúng không nào? Ví dụ như là trả lời mail hay là trả lời tin nhắn ấy mọi người, henji. Chúng ta hay dùng cái từ dép ấy, đúng không ạ? Còn số 3, yoi là chuẩn bị. Chuẩn bị, được chưa nào? Cả nhà mình có nhớ hết không đây? Ok, desu ne. Hai. Tsugi, tiếp tục câu số 6. Kono koucha wa nani nani desu kara, sato wo irete nonde kudasai ne. 1, atsui. 2, karai. 3, amai. 4, nigai. Hai. Nam bang kana? Bảo Long 4 là đắng, mì gai, à, so desu ne. Song Hỷ cũng chọn 4 rồi. Ở đây chúng ta có 4 tính từ đuôi y đúng không? Và tính từ mì gai, đắng là phù hợp nhất trong câu này. Bởi vì sao nhỉ? Chủ ngữ của nó chính là từ cô trà, trà đen đúng không? Vì cái trà này nó rất là đắng, thế cho nên hai động từ nha, V1T sau đó mới đến V2 thì mình sẽ hiểu là nên hãy cho đường vào rồi uống nhé. Đúng không nào? Cả lớp mình dịch được không ạ? Rất là dễ đúng không? Còn atsui, hay atsui chúng ta nói rất là nhiều trong các buổi live của tuần trước rồi. Nó có hai nghĩa đúng không ạ? Một là nóng đúng không? Ví dụ nói về thời tiết, kiểu và atsui desu ne đúng không ạ? Ngoài ra nó còn mang nghĩa là dày nếu mà nói về cái gì mọi người nhỉ? Cái kích cỡ kích thước ấy mọi người. Đấy, ví dụ cửa sách này dày đúng không? Kono hon wa atsui desu ne. Đúng không nào? Hay. Tiếp theo, karai chính là từ gì? Cay đúng không? Nói về vị giác đúng không? À, karai. Còn số 3, amai thì là ngọt. Hai, chú ý してください nè. Ok. Rồi, bắt đầu từ câu số 7 chúng ta chuyển sang đề N3 nha. Hai. Và mình lấy trong cuốn sách luyện đề chuyên sâu N3 của Dũng Modi luôn đấy ạ. Hai, mời các bạn thử làm câu này nha. Thứ tự là trang 67, câu số 3. Hai. この街は道が複雑で何々安いです。はい。何々安いです。đúng không ạ?
đây là một ngữ pháp, nếu mà nói về ngữ pháp thì nó chỉ của N4 thôi, đúng không nào? Là động từ bỏ đuôi mắt sự đi. Đúng rồi, bây giờ các bạn xem động từ gì hợp lý nhất nhá. Bảo Long chọn 2 là Lạc Đường, Song Hỷ 2, Kaka Linh 2, Lịch Nguyễn 2, Lê Minh Anh 2. Bắt đầu sang N3 rồi nhá. Hôm nay chúng ta sẽ chữa đầy đủ luôn từ N5 cho tới N1 ạ. Mỗi cấp độ là 3 câu. Được chưa mọi người? Vậy chúng ta đã đi với 6 câu rồi, đi với N5 và N4 rồi. Cho nên là các bạn đừng vội đi đâu nhá, chúng ta sẽ chữa đầy đủ cấp độ hết á. Này các bạn hãy theo dõi đến cuối livestream nha. Bây giờ đố mọi người cái khó hơn một chút xíu nhá, là các bạn hãy viết xuống phần bình luận giúp mình cách đọc và ý nghĩa của 4 từ vựng có trong 4 đáp án này. Mọi người thấy không ạ? Toàn là từ vựng và chữ Hán của N3 thôi, đúng không nào? Thì các bạn xem là mình có nhớ được hết không nhá? Cách đọc và ý nghĩa nào. Hãy thêm khoảng 30 đến 45 giây đi. Nào mọi người cố lên. Hãy biết đâu đề thi năm nay nó không phải là một câu hoàn toàn giống như thế này đúng không? Mà nó sẽ nhặt một trong số những cái từ vựng này ra tạo thành một câu khác cho mọi người, hoặc là trong dạng môn đai số 1, số 2 đúng không? Hỏi về cách đọc của chữ Hán chẳng hạn. Thì mọi người có biết được không? Nayami rồi này, Mayoi, Mage. Hay Kakaling, sugoi nè, chính xác nha. Rồi, đáp án số 1 của chúng ta đọc là Nayami đúng không? Nayamu đấy mọi người, có nghĩa là phiền não rồi là lo lắng, lo âu đúng không? Chăn trở phiền muộn. Thế còn cái này đọc là Mayoi đúng không mọi người? Mayoi tức là mayoimasu đúng không nào? Thì nó sẽ mang nghĩa là gì nhỉ? Phân vân đúng không? Đắn đo, có đi với đường thì mình sẽ hiểu là lạc đường. Hay. Số 3 mình đọc là mazari đúng không? Mazaru là bị trộn lẫn, bị lẫn vào. Hay. Còn số 4 đọc là mageru là bẻ cong, là uốn cong đúng không ạ? Tiếp tục câu số 8. Hay, các bạn làm thử câu 8 nha. Hachiban. Kega ga nai to kite nani nani. 4 động từ được chia sẵn sang vê tả hết rồi. 1. Hotoshita. 2. Iraira shita. 3. Wakuwaku shita. 4. Gakkari shita. Hai. 5 bằng cả na. Minh Anh chọn 1, Trần Văn Sang 1, Thái Lê 1, Jenny Thạch 1, Đặng Châu 1. Hai. Rồi, vẫn là bạn Minh Anh, mình sẽ đọc bạn Minh Anh nha. Cảm ơn Minh Anh đã dịch này. Nghe nói không bị thương nên tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Hai. Đầu tiên thì mình xin phép được xác nhận đáp án số 1 là chính xác rồi. Omedeto. Hai. Hotoshita là thở phào nhẹ nhõm đúng không? Thở phào nhẹ nhõm. Kiểu yên tâm ấy mọi người. Hai. Đấy, cái trận câu này mình sẽ hiểu là khi mà tôi nghe rằng đúng không? Nghe cái tin gì đây ạ? Nghe tin là không bị thương đúng không? Nên tôi đã thở phào nhẹ nhõm, kiểu yên tâm hẳn ấy đúng không? Nhẹ cả người đúng không nào? Hai. Còn số 2, iraira có bạn nào dịch chưa nhỉ? Hai. Rồi, số 2 là nóng ruột chính xác ạ. Iraira là khi mà mình bị sốt ruột, bị nóng ruột, bị khó chịu ấy mọi người nhá. Hai, iraira. Còn waku waku là mình háo hức đúng không? Ví dụ sắp được đi gặp crush rồi, rất là háo hức, waku waku. Còn cuối cùng, gakkari thì nó sẽ mang nghĩa là thất vọng, ok chưa? Hai, kêu bằng nè. Câu số 9 nào. Câu 9 chúng ta lại có 4 tính từ đuôi y tiếp đúng không? Hai. Tính từ gì để thể hiện cho tính cách của con người đúng không nhỉ? Ane wa kaimono bakkari shite okane ni nani nani hito da. Hai. Mọi người cũng thử xem là mình có biết cách đọc và ý nghĩa của các chữ Hán có trong đáp án không nhá. Song Hỷ chọn 3 này, Bảo Long 3 là hoang phí tiền. Chị của tôi toàn là đi mua sắm thôi, đúng là một người hoang phí tiền của. Ôi, bạn Bảo Long dịch hay nhỉ? Hoang phí tiền của, hay, kiểu phê phán là trách móc thật tệ luôn ấy. Hay, so this ne. Rồi, đáp án chính xác là số 3 mọi người nhá. Dadashinai được chưa nào? Rồi, Minh Anh cũng chọn 3, Đặng Châu cũng chọn 3 chính xác ạ. Hay. Dadashinai của chúng ta là một tính từ thể hiện là ý nghĩa gì nhỉ? Bừa bãi này, lộn xộn này, đúng không? Luộn thuộn. Nhưng mà câu này liên quan tới việc vế đằng trước ấy, chị gái của tôi suốt ngày đi mua sắm thôi đúng không? Thế cho nên mình chê trách chị đấy là một người hoang phí tiền của, nhưng mà Bảo Long dịch mình thấy cực kỳ hay luôn đấy đúng không? Hoặc là kiểu tiêu xài hoang phí đúng không mọi người? Đấy là rất là bừa bãi trong cái việc tiêu tiền đúng không? Rồi, thế còn số 1, 2 và 4 các bạn nào dịch giúp mình chưa nhỉ? Tính từ số 1 đọc là gì nào? Nhìn chữ Hán nhá. Đấy, chữ Hán đọc là kewashi đúng không? Kewashi nó sẽ mang nghĩa là treo leo hiểm trở, nói về con dốc chẳng hạn đúng không? Một con dốc rất là hiểm trở này. Số 2, adai, đây là một tính từ của đầu N2 đúng không? Các bạn N3 có biết không ạ? Adai là gì nhỉ? Chính là từ thô bạo, cục cằn rồi là dữ dội, được chưa nào mọi người? Thô bạo, cục cằn, dữ dội. Rồi, còn số 4, cái này mình cũng like nhiều lắm rồi. Hai. N3 cũng nhiều nha, nì bươi. Mọi người biết không ạ? Nì bươi nó sẽ có hai nghĩa, một là cùn nếu mà nói về cái vật sắc nhọn, ví dụ như là dao kéo gì đấy đúng không? Ngoài ra mang nghĩa bóng, đó là từ lờ đờ này, rồi là chậm chạp, nói về cái cử chỉ, cái hành động của con người, được chưa? Đây, câu này là bắt đầu của N2 này. Bạn nào mà chưa học đến trình độ này hoặc là học hơn thì mọi người vẫn có thể là chịu khó xem nhé. Nếu mà mình học rồi thì mình có thể là ôn tập tổng hợp lại kiến thức đúng không? Phục cứ chill đấy. Còn nếu mà mình chưa học thì cũng là một cái phần tài liệu cho mình tham khảo trước đúng không? Là sau này mình sẽ học cái cấp độ tiếp theo nó sẽ là kiến thức như thế này đấy mọi người. Hay. Văn Lưu chọn 1, N2 hôm nào thế xin xe. Trên bảng đang là đề N2 đấy Hải Bò Sáng ơi. Đề N2 này.
Mọi người nhìn thấy không ạ? Trên này chính là cái cấp độ mọi người nhá. Đó, hiện tại đang ở N2 luôn. Đúng rồi, thử sức luôn N2 đi. Bạn nào mà chưa học đến thì mình xem là nó có nằm trong cái phạm vi mà mình biết hay không, còn không thì mình lụi thử đi ha. Hai, Bạch Dương chọn 1 này, Bảo Long 1, Vũ Huy Phong 1, Hà Thanh Thanh 1. N2 thì như các bạn biết ấy, đó là đề từ vựng của nó hay hỏi về tiền tố và hậu tố đúng không? Chính là cái chủ điểm chính trong buổi tối ngày hôm qua livestream của cô Thanh rồi. Còn ngày hôm nay thì mình cũng sẽ lấy chắt lọc hai câu nhá, bởi vì N2 nó nhiều tiền tố hậu tố lắm. Hay, và câu này đáp án đúng của chúng ta là số 4, đây là từ mi đúng không mọi người? Đọc là mi. Hay, mi thì nó sẽ mang nghĩa là ma đà, tức là chưa đạt tới một cái mức độ, một cái giới hạn nào đấy ấy. Thì các bạn đây có từ mi siêu đúng không? Mọi người đọc chữ Hán không nhỉ? Có nghĩa là chưa sử dụng phải không nhỉ? Hay, thì chúng ta sẽ nhìn câu nhá. Như bạn này, hay Chiu kono yofuku o utte iru mise ni wa, đó là trong cửa hàng bán đồ gì đây nhỉ? Âu phục cũ đúng không ạ? Chiu ko dake de wa naku, ngữ pháp của N3 đấy, mình bảo là các bạn vẫn có thể xem được mà, bởi vì có ngữ pháp cơ bản hoặc là từ vựng cơ bản thôi. Mishio no shouhin mo aru, vế đằng sau các bạn nào hiểu không? Cái vế đằng sau mình dịch nốt nhá, đó là không chỉ đúng không? Dake de wa naku, không chỉ là có đồ cũ đâu mà cũng có rất là nhiều các sản phẩm, các mặt hàng chưa sử dụng đúng không mọi người? Đặc biệt là khi mà mình đi những cái chợ đồ cũ ấy mọi người nhá, không cái tên thôi đúng không, thì chủ yếu là nó bán đồ cũ thật, thế nhưng mà nó có cả những cái món đồ mà kiểu mới tinh ấy, Mishio là chưa sử dụng luôn, vẫn còn nguyên tem mác luôn đúng không nào. Hay, có cả đồ chưa sử dụng, đúng rồi Văn Lưu rằng. Tiếp theo đây là chữ phư để cho mọi người, phư này, mư này và hi. Rồi, trong khả năng có thể đúng không mọi người, hãy viết tất cả các từ vựng mà có chứa các tiền tố này mà mọi người biết nhá. Hay, chúng ta vừa là trao đổi rồi là tham khảo cho nhau luôn, học thầy không thầy học bạn nào. Ok rồi, Bảo Long nhanh quá, bạn Bảo Long cho mình một từ, đó là từ mư sekinin. Đúng rồi, bạn nào có biết từ nào khác mọi người nhớ comment xuống bên dưới nhá. Mư sekinin là không có trách nhiệm đúng không? Rồi. Rồi, đầu tiên là chữ phư trước đi ha. Phư có nghĩa là mất đi mọi người, chúng ta có từ phư jiyu đúng không mọi người? Trong bài đọc mình xuất hiện rất là nhiều từ phư jiyu. Jiyu là tự do, thì phư jiyu là không tự do, nói về những người khuyết tật được chưa nào? Còn phư kisoku, mọi người nghe được không nhỉ? Phư kisoku, kisoku là quy tắc, thì phư kisoku là không có quy tắc, không có quy củ đúng không? Hoặc là chế độ sinh hoạt không điều độ, phải không nào? Còn từ mư, mư là từ vô, ví dụ như là không liên quan, mình có từ mư kan kệ đúng không ạ? Vô trách nhiệm là mư sekinin, đúng rồi. Hay, hay. Còn số 3 mình có từ phi, phi là đọc là hi luôn đúng không? Ví dụ hi gì nhỉ? Hi cô cải. Đó, mọi người mà nghe được thì cũng có thể là bình luận xuống bên dưới nhé, cho các bạn khác tham khảo. Hi cô cải là không công khai, chữ công và chữ khai luôn nhé, các bạn biết chữ Hán là chữ ra ngay. Hi cô cải không công khai, hay là hi cô shiki là chữ công và chữ thức, nhưng không phải là không công thức đúng không, mà nó sẽ là không chính thức, được chưa nào? Đấy, nhớ chưa nào cả nhà? Rồi, ít nhất là mình cũng phải là để túi đúng không? Mình có một cái số lượng từ nhất định nha. Ok, tiếp tục. Rồi, vừa rồi mình xử lý là một câu tiền tố rồi, bây giờ đến câu hậu tố đúng không? Chắc bây giờ nói tiền tố và hậu tố các bạn không có thắc mắc là tại sao có cái tên đấy nữa đúng không? Hay, tiền là trước, hậu là sau thôi. Thì hậu tố đây, một cái từ nào mà điền đằng sau từ Yoropa của mình được ta? Ừ, Tokyo Eki wa Yoropa chấm chấm no tatemono de gankokyaku ni ninki ga aru. Hay, mọi người đọc được hết chữ Hán không nhỉ? Chữ Hán này của N3 thôi đó nhá. Số 1 từ này đọc là sang đúng không? Chữ sản, sang này. Số 2 từ này đọc là c, chế. Số 3 đọc là phụ, chữ phong. Hay, còn số 4 đọc là tiki, chữ đích. No. Hay, rồi, xin mời các bạn ạ. Rồi, Bảo Long rất là nhanh, chọn 3 là phong cách châu Âu. Phong là trong phong cách đúng không? Nghe có vẻ rất hợp lý rồi. Đúng rồi, chính xác, đáp án của chúng ta là hãy sam bằng đế, chữ phụ là chữ phong đúng không? Hãy, chữ phong, rồi. So desu ne, hãy. Thì các bạn thử dịch câu này nhá. Tokyo Eki là nhà ga Tokyo đúng không ạ? Nó là cái gì nhỉ? Tatemono, bình thường mình sẽ hiểu là một cái tòa nhà đúng không? Nhưng ga, tòa nhà thì mình sẽ hiểu là một cái công trình đúng không nào? Ga Tokyo là một công trình mang đậm phong cách gì mọi người nhỉ? Phong cách châu Âu đúng không? Europa, và được nhiều khách, quan khách ấy mọi người, tức là nhiều du khách ưa thích, ưa chuộng đúng không ạ? Kankokyaku là khách du lịch ấy mọi người, là du khách. Còn ninkiga aru là được yêu thích, đúng chưa? Rồi, bây giờ tương tự như câu vừa rồi nhá. Các bạn hãy comment tất cả các từ vựng mà mình biết có đuôi hoặc là có tiền tố ấy, có chữ sang, c và teki. Hãy, rồi chúng ta sẽ cùng check nha. Nào, các bạn biết từ nào không? Đầu tiên mình có từ sang là từ sản đúng không? Ví dụ như là Hokkaido sản. Sang là sản, có nghĩa là một cái sản phẩm nào đấy được sản xuất từ đâu ấy mọi người. Ví dụ Hokkaido sản thì mình sẽ hiểu là à, đây là một cái sản phẩm mà nó có xuất xứ từ Hokkaido đúng không ạ? Còn số 2 mình có từ c là chế, thì ví dụ như là các bạn nào biết từ nào mà có chế không? Từ c ấy. À, C phương cử. C phương cử thì nó là từ vựng thôi, đúng không ạ?
Hai. À, số 4 thì dễ hơn đúng không? Số 4 là cái từ teki. Teki là một từ mà các bạn học rất là nhiều trong tính từ của N3 luôn. Ừ, bề tôn nam mưa sang đúng rồi ạ. Hai. Sụt sang, hai, ok. Rồi, bây giờ đến chữ chữ đích đúng không ạ? Mình sẽ đọc là teki. Ví dụ như các bạn có từ dento teki đúng không? Dento là truyền thống thì dento teki nạ đúng không? Mang tính truyền thống này. Hay là các bạn có nhớ từ tích cực và từ tiêu cực của mình không? Tích cực sẽ là gì nhỉ? Sekkyoku teki đúng không? Sekkyoku teki và tiêu cực là từ shokyoku teki. Shokyoku teki. Đúng nào mọi người? Hay, mọi người cứ viết là nó sẽ ra chữ Hán luôn nhé. Rồi, và tin chắc là các bạn đều được học hết rồi thôi. Có nhớ hay là không thôi. À, kise, ok. Xe độ, rồi. Một cái tê kỳ, ok. Đấy, chứng tỏ mọi người biết rất nhiều từ vựng ấy chứ nhỉ? Đúng không? Đấy, tiếp tục câu 12. Câu này thì sẽ được lấy trong sách luyện đề chuyên sâu N2 này. Và vị trí nằm câu số 3, trang 70. Borantia e no sanka o yobi... da takusan no hito ga atsumatte kureta. Hai. Ngữ pháp tà đà thôi đúng không? Động từ về tà đà. Rồi, đây là một động từ ghép đúng không? Như chúng ta có nói đầu giờ ấy. Động từ ghép là nó sẽ ghép bởi hai động từ đơn. Động từ số 1 đây ạ, là yobi, gọi đúng không? Còn các động từ số 2 thì nằm ở bốn đáp án. Đó, thì các bạn cũng có thể dựa vào cái nghĩa gốc của từng động từ một ghép lên xem cái nào phù hợp với văn cảnh của câu này. Borantia e no sanka o yobi nani nani da takusan no hito ga atsumatte kureta. Hai. Vũ Khánh chọn 4 này, Song Hỷ 4, Phan Hạnh 4, Thằng Nguyễn 4 kêu gọi, Kaka Linh cũng 4. Rồi, chính xác nhá, đáp án là 4. Chúng ta có động từ yobi bình thường là từ gọi rồi đúng không? Sau đó nó mà kết hợp được với từ kake đự nữa là yobi, kake đự là kêu gọi đúng không? Các bạn thử dịch câu này ok không nhá? Đó là sau khi kêu gọi đúng không? Sự tham gia gì nhỉ? Borantia chính là tình nguyện ấy đúng không mọi người? Đúng không? Các bạn nào dịch chưa? Đó. À đúng rồi, chính xác. Sau khi kêu gọi tham gia tình nguyện này thì sao mọi người? Thì so desu ne, chính xác. Thì đã có rất là nhiều người hưởng ứng đúng không? Rất là nhiều người tham gia, rất là nhiều người góp mặt đúng không nào? Yobi kakeru là kêu gọi. Ok, rồi sau khi kêu gọi tham gia hoạt động tình nguyện thì rất nhiều người đã góp mặt tham gia. Ok, rất tốt. Rồi, còn lại nhá, chúng ta có tiếp từ yobi tsukeru nghĩa là gì nhỉ? Yobi tsukeru. So desu ne, là gọi đến, là triệu tập đúng không? Liên quan tới công việc hoặc là quyền lực ấy mọi người. Ví dụ giám đốc đã gọi tôi đến đúng không? Đã triệu tập tôi đến, vân vân. Còn số 2 mình có từ yobi komu. Đó, yobi komu là thu hút đúng không ạ? Hoặc là mời gọi. Đó, ví dụ như là thu hút khách hàng đúng không? Okyaku sama o yobi komu, được chưa nào? Còn số 3 mình có từ yobi nuku. Các bạn đọc được chữ Hán không? N3 nha, nuku. Từ này thì không phổ biến lắm thì cho nên nó sẽ không có một ý nghĩa gì chính xác đâu mọi người nhá. Đấy, các bạn ghi nhớ giúp mình hai cái ba động từ đi, số 1, số 2 và số 4 ạ. Ừ, đúng rồi, kêu gọi rất là nhiều bạn biết từ này đúng không? Rồi, ba câu cuối cùng, 13, 14, 15 là của N1 nha. Nào, Trinh Chiến nốt nào cả nhà mình, sắp xong rồi, N1 nha. Nghe nói N1 cái thấy view giảm hẳn. Mọi người sợ khó quá không làm được đi ra à? Mình cứ thử sức xem sao đúng không? Xem mình có may mắn không, hay không bằng hên ấy. Nhiều cái mình biết đúng không? Nhiều cái mà mình không biết thì mình đoán mò. Đấy, câu số 4 nào. Kare no dinen ni nani nani suru hito ga oi. Rồi, bạn Vũ Huy Phong là người bình luận đầu tiên, bạn chọn 2 đấy ạ. Các bạn khác nào? Ừ, xong thì chọn 4. Xem là mọi người có hên xui may rủi không nhá. Đáp án phải là 3 mọi người ạ, không phải là 2 mà càng không phải là 4 nhá. Đáp án của chúng ta là 3 và cách đọc của chữ Hán này là từ kyome. Hai. Kyome. Để thế nào cả nhà? Hay. Từ này thì nó sẽ mang nghĩa là đồng tình, đồng ý với quan điểm của ai đó. Và chính cái từ đi nên của chúng ta đây này, đi nên được cho mọi người, nó cũng là từ quan điểm. Đó, vì vậy các bạn sẽ dịch được câu là gì nhỉ? Có nhiều người đồng tình với quan điểm của anh ta, đúng không? Hay. Mọi người ghi lại nha, memo lại nha. Kyome là đồng tình, đồng ý. Còn là số 1 mình cũng có chữ cộng đúng không? Và đương nhiên cũng đọc là kyo rồi. Thì từ này đọc là kyoshin. Hay. Kyoshin mang nghĩa là cộng hưởng, được chưa mọi người? Cộng hưởng, cả lớp mình nghe rõ không nhỉ? Còn 2 và 4 thì nhiều bạn cũng biết rồi, học rồi đúng không? Số 2 mình đọc là izon, đúng không ạ? Izon nghĩa là phụ thuộc, lệ thuộc. Còn số 4 là cái dễ nhất luôn đấy, là từ sonzai. Sonzai, để xem nào. Rồi, sonzai là chỉ sự tồn tại. Rồi, tiếp theo. Câu 14 này. Kanojo wa shiken de gotokuten. Mọi người đọc chữ Hán này không? Cô tô cực tế nô, mai cai, nani nani ni, tốt tê được. Về kata tiếp nhỉ? Số 1, constanto. Số 2, instanto. Số 3, storeto. Số 4, escalato. Ok.
Nào mọi người có biết nghĩa của bốn kata ở đây không nhỉ? Cô ấy đúng không? Thường xuyên đạt điểm cao trong các kỳ thi. Đấy, đấy là gợi ý cho mọi người. Cô tokute no to được, đúng rồi, đạt điểm cao. Còn đáp án chính xác của câu này là gì nhỉ? Hai, Nguyễn Giang chọn 1 này, Vũ Huy Phong 1 nhưng mà phải thêm chữ à chọn 4 nhưng mà phải thêm chữ liều vào. Vì sợ sai. Chi Vũ cũng chọn 1, Công Minh Nguyễn chọn 1. Bảo Long chọn 1, Constanto. Kaka Linh chọn 1. Linh Sàng học được mấy đấy? Từ nãy đến giờ, từ đầu đến giờ thấy Linh Sàng toàn làm đúng thôi ấy, đúng không? Chắc Linh Sàng hôm nay được mang tên rồi. Song Hỷ cũng chọn 1. Hay, còn ai nữa không nhỉ? So, đấy, đáp án chúng ta là 1 mọi người nhá. Trần Thị Vũ Khánh cũng chọn 1. Ok ạ. Constanto của chúng ta chính là từ constant, đúng không? Mang ý nghĩa là đều đặn, thường xuyên, ổn định. Vì vậy chúng ta sẽ dịch được câu là cô ấy, đúng không? Thường xuyên giành được điểm cao trong kỳ thi. Ok. Instanto các bạn phải loại ngay, đúng không? Mình nói quá nhiều cái từ này trong từ instanto đa mệt, đúng không? Mình ăn liền ấy thì nó không được, nó phải là cái gì ngay lập tức cơ, ăn liền cơ. Còn số 3 từ storeto của chúng ta, storeto nghĩa là thẳng được cho mọi người, thẳng này. Còn số 4, escaleto là leo thang, giá cả đúng không? Leo thang này hoặc là mạnh dần lên. Ok chưa? Mọi người nghe kịp không nhỉ? Đó, nếu mà các bạn bị quên hoặc là chưa học đến từ nào thì có thể là memo vào trong vở của mình nhá. Ii desu ne. Rồi, mời cả lớp sang câu cuối cùng, câu 15 ngày hôm nay. Vẫn là câu hỏi về N1 nha. Trong sách luyện đề chuyên sâu N1 của Dũng Modi luôn. Câu số 6 trang 42. Hãy, mời cả lớp mình. Đấy, một câu có vẻ là ngắn gọn, xúc tích thế này thôi. Nhưng mà liệu nó có dễ làm không nhá? Kare no hanashi wa nani nani ga awanai. 1. Sori 2. Uma 3. Tsujitsuma 4. Haguruma. Hãy. Rồi, cao thủ N1 đâu hết rồi nhỉ? Chốt hạ câu 15 nào. Ok, cảm ơn Giang Sàng. Giang Sàng chọn 3, Tsujitsuma. Hoài Như chọn 3, Chi Vũ chọn 3. So desu ne. Hai, vậy là xin chúc mừng mọi người đã làm đúng câu này nhá. Mình có cả cụm từ Tsujitsuma ga au, đúng không nào? Thì sẽ mang nghĩa là mạch lạc này, liên kết chặt chẽ này, hợp logic, đúng không? Mà chủ ngữ của mình là từ Hanashi là câu chuyện, rất là ok, rất là hợp lý, đúng không ạ? Câu chuyện của anh ta, đúng không? Thì làm sao mọi người? Rất là logic, đúng không? Rất là chặt chẽ, mạch lạc với nhau. Ok, rồi. Còn 1, 2 và 4 thì đều có thể kết hợp được với ga au ở phía sau nhé. Nhưng đương nhiên rồi, ý nghĩa của nó sẽ bị khác đi rồi. Đó, các bạn có biết từ nào không thì mình comment từ đấy ạ. Nếu mà ghép 1, 2 với cả 4 lên với từ au của chúng ta. Rồi, còn số 1 các bạn lắng nghe nhá. Sori ga au, mình nói về thể khẳng định thôi nhá. Sori ga au thì mang nghĩa là hợp tính, hợp nhau đúng không? Hợp tính, hợp nhau. Ok đúng không ạ? Còn số 2 từ uma ga au, uma phải con ngựa đúng không? Uma ga au ở đây là hợp cạ. Các bạn có nghe từ hợp cạ không? Hay hợp cạ là hòa hợp được chưa nào? Còn số 4, haguruma ga au là ăn khớp, đúng không? Nghe kịp không mọi người? Đó, bạn nào mà đang ngồi máy tính hoặc là viết nhanh thì viết luôn ý nghĩa của ba từ còn lại giúp mình được không ạ? Để cho các bạn khác tham khảo, đọc lại một lần nữa nhá. Đáp án 1 này, sori ga au là hợp tính, hợp nhau. Số 2, uma ga au là hợp cạ, hòa hợp. Còn số 4 là haguruma ga au là ăn khớp, được chưa mọi người? Ghi chép lại rồi chúng ta học sau nhá. Các bạn có thể tra từ điển này về chữ Hán cũng như cách đọc để mọi người biết sử dụng cho lần sau. Ok, rồi, đó, thì ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau đi đến cái cách giải quyết, đúng không? Phương pháp làm, mẹo làm và những cái bài học rút ra khi làm dạng môn đai này. Cụ thể là môn đai số 3, điền từ vựng vào chỗ trống ở đầy đủ các cấp độ N5 cho tới N1 rồi, phải không nào? Hay, có hôm nay bạn nào được mang tên không? Bi được nhiều. Hay, được chưa mọi người? Đó, thì mình đã cố gắng lấy đầy đủ chi tiết nhất các câu ví dụ liên quan từ N5 cho tới N1 cho các bạn cũng có thể là tham khảo những cái cách ra đề, đúng không? Cho những đề thi năm gần đây rồi mọi người nhá. Hay, rồi, ngoài ra bạn nào muốn chủ động làm nhiều bài tập hơn ở nhà thì các bạn có thể tham khảo các đầu sách luyện đề tổng ôn của Dũng Modi mọi người nhé. Tất cả 15 câu ngày hôm nay của mình thì đều được lấy trong các đầu sách này, từ tổng ôn N5, N4 cho đến luyện đề chuyên sâu N3, N2, N1 ấy ạ. Đó, thì các bạn cũng có thể chủ động để mình làm thêm, mình luyện tập nhiều hơn ở nhà, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới ngày 1 tháng 12 GPT nhé. Hay, ok, rồi, vậy cảm ơn mọi người vì đã theo dõi đến cuối livestream ngày hôm nay. Hay, một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự yêu thương và ủng hộ của mọi người. Và các bạn nhớ like, share và tương tác thật là nhiều hơn nữa trong các livestream tiếp theo nha. Hay, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Arigatou gozaimashita. Bye bye.